Quý 1 đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường tiêu dùng đã khởi sắc, nhu cầu tiêu thụ trang phục đã trở lại. Xuất khẩu dệt may đang đón tín hiệu tăng trưởng trở lại sau năm 2023 tăng trưởng âm. Tháng 3 năm 2024, xuất khẩu dệt may đạt 3,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm 2024 đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý đầu tiên xuất khẩu dệt may tăng trưởng trở lại sau 4 quý liên tiếp tăng trưởng âm trong năm 2023 bao gồm cả sợi và hàng dệt may. Hiện phần lớn các doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng sản xuất đến hết quý 2, thậm chí một số đơn vị đã có đơn hàng đến hết quý 3 năm 2024. Các doanh nghiệp nhận định năm 2024 có một số tín hiệu phục hồi tốt hơn của thị trường so với năm 2023 do các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Mỹ, EU, Nhật Bản có chiều hướng cải thiện, tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập khá ổn định, làm phát giảm đúng lộ trình. Các ngân hàng trung ương có kế hoạch cắt giảm lãi suất từ 0,75% đến 1% năm 2024, có tác động tích cực đến cải thiện tổng cầu.